안녕하세요. Rất vui được gặp lại các bạn trong khóa học tiếng Hàn tổng hợp tiếng cho người Việt. Và chủ đề ngày hôm nay chúng ta đó là chủ đề cuối tuần, 주말. Mở đầu chủ đề ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu đến các bạn đại từ để hỏi 무슨, 어떤 và 어느. Rất nhiều bạn khi học tiếng Hàn nhầm lẫn cách sử dụng ba đại từ này. Vì thế hôm nay cô sẽ có một vài ví dụ để mình rõ ràng hơn cách sử dụng. Đầu tiên, đặc điểm chung của ba đại từ để hỏi này đó là đều đi với danh từ trong câu hỏi. Đầu tiên, 무슨. 무슨 cộng với danh từ nghĩa là gì? Và khi sử dụng 무슨 thì danh từ ở đây sẽ không rõ ràng. Câu trả lời của mình không thể xác định và không thể giới hạn được. Của ví dụ, 무슨 일이에요? Có chuyện gì vậy? 무슨 운동을 좋아해요? Bạn thích môn thể thao nào? Tiếp theo là từ 어떤. 어떤 thì bản chất có nghĩa là như thế nào. Mà như thế nào thì là hỏi về tính chất, đặc điểm. Cô ví dụ, Linh 씨는 어떤 사람이에요? Chị Linh là người như thế nào? Và cuối cùng, 어느 cộng danh từ nghĩa là nào. Và danh từ đi với 어느 thì thường là xác định rồi. Mình hình dung được câu trả lời trong đầu rồi, hoặc câu trả lời có sự lựa chọn trước mặt mình rồi. Cô ví dụ, 어느 대학교에 다녀요? Bạn học trường nào? Phần ngữ pháp đầu tiên ngày hôm nay, chúng ta sẽ học biểu hiện quá khứ. Add, odd, hết gắn sau thân động từ hoặc tính từ biểu hiện một sự việc đã xảy ra trong quá khứ và có nghĩa tương đương tiếng Việt là đã. Các bạn nhìn add, odd, hết và liên tưởng đến ayo, oyo, heyo thì mình có biết khi nào sử dụng add, khi nào sử dụng odd và khi nào sử dụng hết không ạ? Đối với thân từ kết thúc bằng nguyên âm, cô lại nhấn mạnh là mình chỉ xét nguyên âm thôi nhá. Kết thúc bằng nguyên âm a hoặc o thì mình dùng at. Kết thúc bằng nguyên âm còn lại khác với ao thì mình dùng ot. Trường hợp kết thúc bằng ha tà thì mình đổi ha tà thành het. Tuy nhiên, at, ot, het mới chỉ là quá khứ thôi. Mình lại phải chia thành dạng thân mật hay là trang trọng lịch sự. At, ot, het đều kết thúc bằng phụ âm. Vì thế khi chuyển sang trang trọng mình sẽ có 왔습니다, 왔습니다 và 했습니다. Đối với thân mật thì rất là đặc biệt, mình cộng cả ba với đuôi 어요. Chúng ta có 왔어요, 왔어요 và 했어요. Có ví dụ nhá. Tính từ 작다. Nguyên âm a đúng không ạ? Sẽ đi với cả gì? 왔어요, 왔습니다. Chúng ta có 작았어요, 작았습니다. Động từ 먹다 kết thúc bằng nguyên âm o đúng không ạ? Cộng với 왔어요 hoặc là 왔습니다 tùy theo ý định của các em muốn nói thân mật hay là trang trọng. Chúng ta có 먹었어요, 먹었습니다. Ghi nhớ cho cô là phải nối âm nhá. 공부하다 thì sao? Động từ 하다 chuyển thành 공부했습니다 hoặc 공부했어요. Động từ 까다, 보다, 마시다, 배우다. Mình nhớ lại ở bài học trước, 아요, 어요 và 해요 chúng ta có quy tắc giản lược hay là gộp. Kata sẽ là gì? Kastoyo, kasumita. Mình bỏ một lần A đi. Bota gộp thành gì? Hwasumita, bastoyo. Mashita thành gì? Mashastoyo, mashastmita. Beuta thành gì? Beuastoyo, beuastmita. Cô lấy ví dụ nhá. 지난 주말에 영화를 봤어요. Cuối tuần trước, tôi đã đi xem phim. Cuối tuần trước thì mình sẽ có từ trước trước xong đến từ cuối tuần. Đó là gì? 지난 주말. Thời gian có hành động mình đi với e. Phần ngữ pháp thứ hai, chúng ta sẽ làm quen với biểu hiện câu đề nghị. 피읍시다, 읍시다. 피읍시다 và 읍시다 gắn sau thân của động từ tạo thành lời đề nghị, yêu cầu. Và lưu ý cho cô là gì? Chỉ nói với người có quan hệ ngang hàng hoặc thấp hơn thôi. Vậy khi nào mình dùng 피읍시다, khi nào mình dùng 읍시다? Đối với thân từ của bát chim thì mình dùng 읍시다. Thân từ kết thúc bằng nguyên âm thì mình dùng 피읍시다. Và đặc biệt thân từ kết thúc bằng riền, các bạn sẽ bỏ riền đi và thêm 피읍시다. Cô lấy ví dụ nhá. Động từ 보다 kết thúc bằng nguyên âm o đúng không ạ? Thì mình sẽ thêm 피읍시다 phía dưới thành gì? 봅시다. 우리 같이 영화를 봅시다. Chúng ta có từ 같이 là cùng nhau. 티읕 gặp y đọc là 치. Động từ 먹다 kết thúc bằng phụ âm đi với 읍시다 mình có là gì? 먹읍시다. 오늘은 같이 한국
음식을 먹읍시다. Hôm nay chúng ta cùng ăn món Hàn Quốc đi. 만들다. Kết thúc bằng 리은. Chúng ta bỏ 리은 đi và thêm 키읍시다. 만듭시다. 만든다 là gì ạ? Là làm, là tạo ra. 저녁 식사를 같이 만듭시다. Chúng ta cùng làm bữa tối đi. Chúng ta cùng luyện tập hội thoại cùng với cô bạn Trương Nhong nhé. 준영 씨, 주말 참문했어요? 네, 참문했어요, 은 씨. 무엇은 했어요? 지리산에 다녀왔어요. 등산은 좋아해요? 저도 등산은 좋아해요. 아, 주말에 설악산에 가요. 은 씨도 같이 갑시다. kết thúc chủ đề số 6, các bạn cần lưu ý cho cô ba đại từ để hỏi 무슨, 어느 và 어떤. Biểu hiện, quá khứ và câu đề nghị. Các bạn lại nhớ về nhà học bài cho cô nhé.